Con hỏi tiếp đi. Con hỏi tiếp đi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy về công đức: A. Phân biệt công đức. B. Tùy hỷ công đức. C. Pháp sư công đức. Xin bác giải thích rõ cho chúng con hiểu sâu sắc về phẩm kinh này. Dạ. Lặp lại con lặp từ ấy. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy về công đức như sau, có ba cái. Một là phân biệt công đức. Phân biệt công đức, rồi. Cái thứ hai là tùy hỷ công đức. Rồi. Thứ ba là pháp sư công đức. Rồi. Cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa tôi đã nói là dịch sai 80%. Công đức không có phân biệt cái gì trời. Công đức có nghĩa là con hộ giúp người ta hiểu mà con chấp ngã đó. Ở trong này người ta giải thích được gọi là chấp ngã, thì công đức bị bôi thôi. Thấy không? Bởi vì tôi nói là tất cả các kinh Đại Thừa dịch hoàn toàn rồi sai 80%, không ít đâu. Mà có nhiều cái dịch đúng nhưng mà không dám thôi phổ biến ra. Bởi vì tôi nói là nội cái kinh mà Tứ Thập Diệu Chương, Đức Phật bảo cúng dường một dạng Đức Phật không bằng cúng dường một đạo nhân vô tu vô chứng. Nếu mà đem cái câu này ra giảng, ông thầy nào dám giảng cái cúng dường này hết. Một ông Phật kiếm không ra mà ở đó một dạng Đức Phật mà không bằng một vị đạo nhân vô chứng. Có nghĩa là kinh Đại Thừa dịch hoàn toàn sai, dịch sai có ý đồ. Có nghĩa là dịch đưa người ta vào cái mê tín. Để chi? Để cái người nó lợi. Chứ nếu mà đúng mà kinh Đại Thừa mà dịch đúng ra đàng hoàng, không ai dám tu. Có thể nó gần bằng cái quyển giáo lý luôn. Nó thành ra những cái bài này hoàn toàn. Tôi nói là trong bây giờ nếu mà nó gan á, thì kinh Kim Cang nói gì? Có nghĩa là lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đã hành đạ tàu. Có lấy sắc là nhìn ông Phật mà cầu ổng là tà đó, ai dám. Rồi lấy âm thanh là gõ mõ tụng kinh cầu ổng. Nếu mà hai câu này chỉ áp dụng thôi thì hoàn toàn chùa không hoạt động. Nói vì thế mà người ta phải dịch sai để người ta hoạt động. Thì dịch sai người ta mới sinh ra cái chuyện cúng kiến cầu xin lễ lục. Nó đạo Phật nó mất cái giá trị từ cái lúc này. Vì thế mà ổng biết rằng đời mạt thượng pháp phải công bố cái giáo lý ra, cái quyền ký ra để người ta chuẩn lại. Nhưng mà không có dễ đâu. Cái người thường không có dám chống đối quyền ký này đâu. Mà ai môn đồ của Đức Phật cấm không cho cái này. Môn đồ Đức Phật nói là cái quyền ký là của Ma Dương. Mà ông Phật truyền đi truyền tông. Nếu nói Ma Dương á, thì ai? Trần Nhân Tông Ma Dương luôn á. Trần Nhân Tông cũng tu Thiền Tông với tu gì? Ba Tam Tổ Trúc Lâm, ba ông tổ đàng hoàng của người Việt Nam. Rồi bây giờ tổ Bồ Đề Đạt Ma chùa nào không thờ. Vậy là ông Ma Dương luôn á. Ai dám? Vì thế mà tôi nói là tất cả kinh dịch hoàn toàn sai 80%. Đúng 20% nhưng mà không khai thác 20% này ra. Thì nó mới có cái chuyện mà ông Phật bí mật truyền riêng cho dòng Thiền Tông này. Mới đợi ngày 14 tháng 5 2017 công xin chính quyền công bố ra. Nó có cái lý do, ổng chứ không phải. Ai mà có đọc được cái thơ mà gửi do Đại Lão và Thượng Thích Phổ Tuệ. Tôi đã nói hết cái dòng thiền này nó đã nói trong cái bài thơ gửi cho Thích Phổ Tuệ. Từ cái dòng thiền này nó bắt chước. Có nghĩa là ông Phật ông trước khi ông lập cái đạo, chưa đi tu ông lập cái đạo, rồi ông phải biết cái dòng thiền phải đi đâu. Ông đã nói rõ ràng trong cái đó. Thì chừng chắc một hai ngày nữa phát ra thì nghe theo dõi hết cái bài đó thì đây là cái dòng thiền của nó, chánh gốc đàng hoàng. Chứ không phải. Còn nếu mà có phước, nếu mà giáo hội mà cho công bố cái quyển giáo lý ra, xin khỏi gì hết. Đọc cái quyển giáo lý biết hết. Khỏi có thống kê, khỏi cái gì. Đọc quyển giáo lý, đọc tới đâu hiểu tới đó. Tất cả trong cái này đưa ra những câu hỏi này chứ không có khác gì hết rồi. Rồi.